Xin chào các bạn đã quay trở lại với An Tiến Studio. Và hôm nay thì mình sẽ cùng các bạn đến với một sản phẩm có lẽ sẽ được anh em gamer cực kỳ quan tâm. Và đó là một chiếc tai nghe tên Bose SoundSport đến từ thương hiệu Bose danh tiếng, với thiết kế để hỗ trợ tối đa cho những người hoạt động thể thao và tập luyện. Tuy rằng có thể bạn sẽ nghĩ rằng việc sản xuất những chiếc tai nghe dành cho thể thao là thật sự quá thừa thãi khi mà thị trường đã rất nhiều mẫu tai nghe dành cho thể thao. Tuy nhiên, đây là Bose, một thương hiệu luôn có sự đổi mới để hướng đến những người dùng. Vậy nên các bạn hãy cùng mình review em nó để xem lần này Bose mang đến cho chúng ta những gì nhé. While you and me repeat this bittersweet heat is suffocating. Về thiết kế, có lẽ Bose là một nhà sản xuất luôn luôn thay đổi để có thể mang đến cho người dùng những trải nghiệm cũng như là những điều mới lạ. Tuy nhiên lần này thì chúng ta sẽ có một thiết kế khá giản dị, nhưng mà khi đeo trên tai lại không có cảm giác mỏi hay là đau tai, vì chiếc tai nghe Bose SoundSport của chúng ta cực kỳ nhẹ, chỉ khoảng 23g. Hơn nữa, đây là một chiếc tai nghe phối màu khá bắt mắt. Chúng ta sẽ có khoảng 3 màu là xanh, đen, vàng ghi và all black. Với chiếc tai nghe SoundSport này thì việc trải nghiệm đeo lên tai sẽ thoải mái hơn rất nhiều. Bose đã thiết kế cho SoundSport ôm tai nhất có thể, cũng như là thiết kế các đầu mút có hình oval, nhưng mà khi đeo vào tai một khoảng thời gian dài thì cũng khá là dễ chịu và không bị đau tai trong quá trình bạn tập luyện. Về cảm giác đeo trên tai của SoundSport cực kỳ tốt, vì bản thân em nó là một chiếc tai nghe dùng cho mục đích luyện tập thể thao nên cảm giác đeo là một điều cực kỳ đáng suy nghĩ và lựa chọn. Vì chiếc tai nghe này trị giá hơn 4 triệu nên cảm giác đeo trên tai phải dễ chịu cũng như là nhẹ nhàng và khó rơi rớt là yếu tố cực kỳ quan trọng. Trên thân của tai nghe sẽ có hai chiếc đèn, một đèn hiển thị trạng thái pin cũng như là đèn kết nối Bluetooth. Phần trên chúng ta sẽ có một mic thu âm cũng như là logo NFC. Điều này thì cực kỳ tiện lợi vì khả năng kết nối sẽ thuận tiện hơn rất nhiều, chỉ cần chạm vào thiết bị công nghệ. Với SoundSport được Bose trang bị cho một giải âm siêu trầm nên có thể giữ được chi tiết các giải âm khác cũng như là khiến bài hát của bạn có nhiều chi tiết. Có một điều khá đáng tiếc mà mình cho là thiếu sót của Bose, đó chính là khả năng chống ồn đã bị Bose loại bỏ hoàn toàn trên thiết bị. Tuy nhiên mình nghĩ đây là một điều hợp lý, khi mà các bạn đi tập thể thao, dù ngoài trời hay là ở phòng gym thì chúng ta đều phải để ý âm thanh bên ngoài một chút, chứ không phải là giống như những tai nghe có công nghệ lọc ồn để chúng ta có thể yên tâm làm việc mà không phải nghe những tiếng ồn từ bên ngoài phát ra. Và tất nhiên là mình nghĩ rằng không ai lại mua một chiếc tai nghe thể thao mà lại dùng để chống ồn cả. Thêm vào nữa là chiếc tai nghe của chúng ta có chuẩn chống nước và chống bụi mồ hôi. Tất nhiên rồi, vì là một tai nghe dành cho thể thao nên điều này là chắc chắn phải cần có. Thêm nữa là vật liệu để tạo ra SoundSport cực kỳ cao cấp. Bằng chứng là việc nếu các bạn từng có trải nghiệm hoặc giống như mình, khi mà sử dụng sẽ không có cảm giác ngứa rát hay là bị dị ứng với chất liệu hình thành nên chiếc tai nghe này. Điều này là cực kỳ cần thiết vì khi đã cắm một chiếc tai nghe như vậy mà lại phải khó chịu ngứa ngáy hay là chất liệu dễ dàng hỏng hóc thì thực sự là khó chịu. Về thời lượng pin thì mình nghĩ rằng đối với một chiếc tai nghe dùng cho thể thao mà có mức dung lượng và thời gian sử dụng lên đến 6 tiếng khi sạc đầy pin là cực kỳ tốt. Vì khi mà tập thể thao thì mình nghĩ trung bình sẽ chỉ 3 đến 4 tiếng thôi, vậy nên là mức pin như vậy thì cực kỳ đảm bảo rồi. Ngoài ra thì các bạn có thể sử dụng thêm phần mềm Bose Connect để kết nối và sau đó có thể sử dụng những chức năng như là tăng, giảm âm lượng, hệ giờ tắt cũng như là tùy chỉnh chế độ phát nhạc cho tai nghe. Tất nhiên là bạn có thể sử dụng phần mềm này nếu như có hai người trở lên và cùng sử dụng tai nghe với chức năng Music Share, khiến cho người kia cũng có thể nghe được bài hát mà bạn đang nghe. Chung quy lại thì Bose vẫn luôn là một nhà sản xuất tai nghe cũng như là các thiết bị nghe nhìn cực kỳ tích cực trong việc nâng cấp công nghệ của mình để tạo ra những sản phẩm khiến cho người dùng có những thiết bị thân thiện và hữu ích trong cuộc sống. Cảm ơn antien.vn đã cho mình mượn sản phẩm tai nghe SoundSport này để có thể mang đến cho các bạn một bài review chi tiết. Nếu thấy hữu ích thì đừng quên để lại một like, subscribe để ủng hộ chúng mình nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.